Sau sự thành công của Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp, Hình Phi chính thức thử thách bản thân trong dòng phim cổ trang với vai diễn nữ chính trong Minh Nguyệt từng chiếu Giang Đông Hàn, diễn cặp cùng nam diễn viên Vu Mông Nung. Bộ phim đã chính thức được khai máy từ ngày 19 tháng 8 năm 2019 thuộc thể loại cổ trang kiếm hiệp. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Đinh Mặc, nội dung của bộ phim xoay quanh quá trình trưởng thành của Chiến Thanh Hoàng do Hình Phi thủ vai, một thiếu nữ đáng yêu thuần khiết, tung hoành giang hồ và trở thành võ lâm minh chủ. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của Lâm Phóng do Vu Mông Lung thủ vai và Ôn Hự do Mễ Nhiệt thủ vai. Nấy bối cảnh giang hồ đang trong thời kỳ hỗn loạn, triều đình lực bất tòng tâm, bộ phim được đạo diễn sản xuất bởi Lưu Khải, dự kiến hoàn thành trong 100 ngày tại phim trường Hoành Điếm Chiết Giang. Sự kết hợp này của cặp diễn Vu Mông Lung và Hình Phi đang nhận được sự quan tâm rất lớn của fan hâm mộ. Tên tuổi của cả hai được công chúng biết đến thông qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tần Bạch Nương Truyền Kỳ, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp. Chính vì vậy, tác phẩm cổ trang lần này của cả hai đang rất được fan hâm mộ chờ đợi. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng trong lửa cuối năm 2020, hy vọng sẽ nhận được sự đón nhận và yêu mến của khán giả. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.